Hôm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố Long Khánh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu chiến binh thành phố Long Khánh không ngừng phát triển, cùng nhau đoàn kết, vận động các cựu chiến binh giữ vững và phát huy truyền thống bản chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế qua nhiều mô hình có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh thành phố Long Khánh phấn đấu 100% số hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, 100% cán bộ hội được bồi dưỡng tập huấn. Hàng năm có trên 90% tổ chức hội, cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 95% số gia đình cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa, v.v. Đại hội đã bầu 19 cán bộ hội viên vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Long Khánh, nhiệm kỳ 2022-2027, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027.